Nhơn Trạch 858, kênh thông tin chuyên mua bán và nhận ký gửi đất nền khu đô thị Phước An, Long Thọ. Chúng tôi chuyên nhận ký gửi đất nền các dự án xây dựng Hà Nội, HUD, Thành Hưng, Sunflower, EcoSun và DTA. Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý vị và các bạn. Hotline 0935 559 858. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mình là kênh Nhân Trạch 858. Nay mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một thửa đất tại dự án DTA Kitty, khu đô thị Phước An, Long Thọ, thành phố mới Nhân Trạch. Trước mắt quý vị là hình ảnh dự án nhìn từ trên cao. Thì dự án này là dự án thuộc nhà ở xã hội, có cả những chung cư với diện tích từ 30 đến 45 mét. Đất nền thì có diện tích từ 100 cho đến 120 mét. Đây, và sau đây thì mình sẽ đến khu vực có cái thửa đất. Mình quay để quý vị xem khu vực này có dân ở chưa này. Về nói chung thì cái dự án này là dự án có đông dân ở nhất Nhân Trạch hiện nay. Thửa đất thì ở đằng sau cái căn nhà này đang xây đây. Đây là hai căn nhà liền nhau đấy. Và sau đây thì mình sẽ vào tận bên trong chỗ thửa đất là mình quay cho quý vị xem. Đây. Thửa đất thì nằm ở chỗ cái vị trí cái lùm cây ở ngay bên tay phải màn hình. Thửa đất thì là hướng đông bắc, có kích thước là 5 x 20 và diện tích của nó là 100 m². Đường trước đất có lộ giới là 17 m. Khu vực này thì cũng đang được triển khai xây dựng rất là đông. Bây giờ liên tục ngày nào cũng có các căn hộ động thổ để khởi công xây dựng. Đó. Thì cách cái thửa đất này cách 4-5 cái căn nhà đang xây kia thì chỉ 5-60 mét thôi. Nói chung là mua về ở ngay được rồi, không có sợ là thưa dân quá. Thì thửa đất này nằm cách cái vị trí mà được quy hoạch là cái chợ của trong dự án ấy, chỉ tầm 60 mét. Thì đấy, trước mặt đây này, đi hết cái đường này và qua bên kia có cái đường chỗ cái lùm cây, đấy là quy hoạch cái chợ đó. Chợ của dự án thì ra đó là có cái đường 30 m. Đường 30 m này thì sau sẽ nối lên đường số 7, kết nối lên đường 25B 25C. Phải nói rằng là dự án này có cái giá nhà đất đang rẻ nhất Nhân Trạch đấy, chỉ tầm hơn 1 tỷ thôi. Quý vị có thể có một căn nhà một trệt một lầu gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp. Thì quý vị mà quan tâm đến cái thửa đất này mà có nhu cầu mua để xây nhà để ở thì liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình để biết thêm thông tin chi tiết về thửa đất và giá cả của thửa đất. Thì cái thửa đất này hiện tại là đang là có cái giá rất là hợp lý so với các thửa đất đang chào bán tại dự án.
Nhưng cái này thì mua để xây nhà để ở thì rất là tuyệt vời. Vì dự án này đã có đông dân ở rồi, đông dân ở nhất hiện nay tại Nhân Trạch trong tất cả các dự án bất động sản đấy. Vì nó nằm trong cái quần thể của khu đô thị Phước An Long Thọ với quy hoạch cả ngàn hecta cho các dự án bất động sản. Dự án DTA Kitty thì nằm trong khu vực đó cả. Từ dự án DTA mà ra đến khu công nghiệp 1, 2, 3, 5, 6 của Nhân Trạch chỉ 3 cây số thôi. Nếu quý vị có nhu cầu làm việc ở Nhân Trạch và ở tại Nhân Trạch luôn thì mua đất mua nhà tại dự án DTA là rất là tuyệt vời. Vì tất cả những cái dự án đang bán đất ở Nhân Trạch thì cái tỷ lệ dân cư thì còn thưa, nhưng mà dự án DTA là có lượng dân cư ở đông nhất. Ấy bữa nay thì ngày nào cũng có các căn nhà độc thổ để xây mới hết. Thì ở hạ tầng ở đây thì cũng đã đẹp đẽ rồi. Thì quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ với chúng tôi. Có thể tìm những thửa đất theo phong thủy hợp hướng quý vị. Đó, thửa đất đấy, đất đây đã đặt bằng phẳng rồi, giờ chỉ có việc là mua đất xong nộp tiền cho chủ đầu tư, họ sẽ xây nhà và hoàn công và ra sổ mới, ra sổ cho quý vị. Hiện tại là đất này thì chưa có sổ hồng đâu, đã mua bán là chuyển nhượng hợp đồng. Sau khi xây nhà hoàn công sẽ được cấp sổ. Thì đó, quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip sau. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi. Quý vị có nhu cầu mua bán đất tại khu đô thị Phước An, Long Thọ, hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận những thông tin mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành.